Mình còn ba cái nữa nha. Hai cái nữa này. Sau khi mình đã cắt xong 12 cái cánh hoa như thế này, giờ mình sẽ vuốt nó ra cho nó thẳng nhé. Mình sẽ vuốt hết nó ra cho nó thẳng. Sau đó mình sẽ dùng đến cái tờ giấy màu xanh. Mình sẽ cắt ra một hình vuông. Sau đó mình sẽ dùng con ta để xoay ở đây một hình tròn nhé. Mình sẽ cắt phần tròn này ra. Sau khi đã cắt ra hình tròn rồi, bây giờ mình sẽ gắn từng cánh hoa này lên nha. Đầu tiên mình sẽ làm sau cái. Tiếp theo mình sẽ làm sau cái xen giữa nha. Mình còn ba cái nữa này. Như vậy là mình đã làm xong 12 cái cánh hoa như thế này.
Tiếp theo bây giờ mình sẽ dùng một cái mảnh giấy để làm một cái cây nha. Đây mình sẽ lấy ra một mảnh giấy như thế này. Sau đó bây giờ mình sẽ cuốn nhé. Mình sẽ cuốn một đầu. Sau đó mình sẽ cố định bằng keo nha. Đó. Tiếp theo mình sẽ gắn nó lên bông hoa. Như vậy là mình đã hoàn thành xong một cây hoa cắm bút màu cam đơn giản như thế này rồi. Đó, và chúc các bạn thành công nha. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nha. Bye bye.